nhằm từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng huyện Cần Giuộc trở thành đô thị loại 3, thành phố thuộc tỉnh. Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành nghị quyết số 53 về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai xây dựng và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở các khu dân cư hiện hữu theo định hướng xây dựng thành phố Cần Giuộc giai đoạn 2023-2030. Là một trong số nhiều phường xã được huyện ủy Cần Giuộc triển khai thực hiện nghị quyết số 53, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Hậu đã và đang từng bước hoàn thành kế hoạch xây dựng mô hình tổ tự quản tại khu dân cư tự phát. Sau gần một năm đưa nghị quyết đi vào thực tiễn, xã đã thành lập 8 tổ tự quản với 34 thành viên tại 8 khu dân cư trên địa bàn ấp. Để có được thành quả ban đầu, chính quyền địa phương đã vận động người dân hiến 150m² đất, đóng góp một phần kinh phí mở rộng các hẻm, nâng cấp mặt đường. Đồng thời, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Hậu tiến hành sửa chữa hệ thống thoát nước, lắp hệ thống điện, đèn chiếu sáng trên các tuyến đường. Trước đây thì khu dân cư này là tự phát, người dân tự ý xây dựng, rồi đường xá thì xuống cấp, điện thắp sáng thì cũng không có. Do đó thì ban tác mặt trận ấp phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc xã thành lập cái tổ tự quản ở khu dân cư. Thì bên cạnh đó cũng nâng cấp những cái tuyến đường dài hơn 200m với cái chương trình nhà nước với nhân dân cùng làm, thì đến nay thì cuộc sống của người dân ổn định. Từ những đặc điểm tình hình thực tế tại địa phương, các cấp ủy chính quyền xác định rõ mục tiêu, giải pháp, lộ trình, phân công tổ chức thực hiện, nhất là có kế hoạch đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật ở các khu dân cư tập trung đã hình thành, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Lộ trình thì nghị quyết 53 này là sẽ giai đoạn 2024 là sẽ thực hiện ở khu dân cư cấp 4. Cũng đang trên tinh thần là rà soát các tổ dân cư để nâng cấp ổn định cuộc sống cho người dân trong khu dân cư tự phát. Thời gian tới, không chỉ riêng xã Long Hậu mà còn nhiều địa phương khác thuộc huyện Cần Giuộc cần đề xuất các giải pháp nhằm siết chặt công tác quản lý đất đai, xây dựng, không để hình thành thêm khu dân cư tự phát trên địa bàn huyện, khắc phục những tồn tại hạn chế và chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý nhà nước về quy hoạch đất đai, hướng đến xây dựng thành phố Cần Giuộc trong tương lai.